Ngày 6 tháng 8, theo thông tin từ công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, liên quan đến đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh bé gái 11 tuổi ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, bị bố trói tay, treo lên trần nhà đánh đập, khiến dư luận bức xúc. Đơn vị này đã vào cuộc xác minh và bước đầu xác định được nguyên nhân vụ việc. Theo đó, cháu bé trong đoạn clip được xác định là cháu NTBN, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián, Trước đó vào tối ngày 27 tháng 7, cháu nở qua nhà người bác ruột chơi và ngủ lại nhưng không xin phép bố là anh Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi. Đến trưa ngày 28 tháng 7, khi cháu nở trở về nhà thì bị bố bắt cởi hết quần áo, trói tay lại treo lên trần nhà rồi dùng roi đánh vào mông 3 đến 4 cái. Quá trình đánh con gái, anh Thắng đã đưa điện thoại cho con trai, anh trai của cháu nở, quay clip lại và dặn không được cho ai xem. Sau khi được bố thả ra, cháu N cùng anh trai đến nhà bà ngoại ở Xuân Liên, huyện Nghi Xuân chơi. Tại đây, anh trai của cháu N do cầm theo điện thoại của bố nên mở clip em gái bị đánh cho người cậu ruột xem. Người cậu này sau đó đã dùng điện thoại của mình quay lại clip đánh đập từ điện thoại của anh Thắng và chia sẻ cho một số người khác. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, công an huyện Nghi Xuân phối hợp với công an xã Cương Gián đã tiến hành triệu tập anh Nguyễn Văn Thắng để làm việc, nhưng hiện anh này không có mặt tại nơi cư trú. Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo bị trói tay treo lên trần nhà. Sau đó, cháu bé bị người bố dùng chiếc roi nhỏ đánh vào mông. Chính quyền xã Cương Gián sau đó xác nhận sự việc xảy ra ở địa phương và cho biết bé gái bị bố đánh là con thứ hai trong gia đình, người mẹ hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bố của cháu bé làm nghề đánh bắt thủy hải sản ở nhà và một mình chăm ba con hiện công an huyện nghi xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bố đánh để xử lý theo đúng quy định pháp luật